Thưa quý vị, tuyến đường DH2 có tổng chiều dài là 10 km, điểm đầu từ cầu Giăng, thôn Thạch Nhâm Tây, xã Hòa Nhơn và điểm cuối giao với đường DT602, xã Hòa Sơn của huyện Hòa Vang, được khởi công từ tháng 10 của năm 2018. Đến tháng 6 của năm 2021 thì sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Thế nhưng đến nay vẫn còn nhiều vị trí thi công dang dở. Tuyến đường giao thông liên xã này hiện đã hư hỏng trầm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại hiện trường. Đây là đoạn đường giao thông liên xã Hòa Nhơn, Hòa Sơn cũ. Khoảng 300m từ cầu Găng đến đường DH2 mới đã hư hỏng nặng. Vào giờ cao điểm, các loại phương tiện tranh nhau qua những đoạn đường như thế này. Người dân cho biết mỗi khi trời mưa, các xe chở hàng hóa qua đoạn này thường xuyên bị sụt lún, đổ ngã. Còn mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Đề nghị là có cấp là lồm ra bên này tới Tết, lồm ra khắc phục là cho dân đây và học sinh nữa. Học sinh đi rất chi là té, nói chung là ngày nào cũng xảy ra vì cái té, tức là bắt cặp đồ cái đường này rất nhiều. Bụi rồi bùn, mấy anh thấy đó. Rồi xe nói chung lên đây là không đi không được, nói chung bơi miết. Không chỉ có đoạn đầu tuyến DH2, xã Hòa Nhơn hư hỏng nặng. Trên toàn tuyến có hơn 8 điểm bị xuống cấp nghiêm trọng như thế này, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân chính đường hư hỏng xuất hiện nhiều ổ voi là do tần suất xe chở vật liệu san lấp mặt bằng thi công công trình quá lớn, cùng với việc nhiều năm qua đường DH2 không được duy tu, bảo dưỡng. Thêm phần dáng công trình không đảm bảo tiến độ, thi công theo từng vị trí ngắn, manh mún do vướng giải tỏa mặt bằng không kịp thời sửa chữa để đường xuống cấp kéo dài. Ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Dân ở đây yêu cầu là mong muốn là nhà nước là sớm hoàn thành cái đường này để dân đi lại cho thuận tiện hơn. Như trang cái dịp Tết này là họ lượng khách họ ngồi đây nhiều nhưng mà đường này cũng rất là xáo. Cho nên cũng mang quý cấp ở đây nhớ là tạo điều kiện cho các công trình đó là lùm cho hoàn thành sớm hơn tốt. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường DH2 từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn thuộc gói thầu 3.8 cộng 3.9 của dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều hành. Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và thương mại 68 là đơn vị thi công. Hiện nay đơn vị mới hoàn thành gần 75% tiến độ theo giá trị hợp đồng trên toàn tuyến.